bạn ơi, với tình hình Covid diễn ra phức tạp như hiện nay đã làm cản trở rất nhiều đến việc đi du học của các bạn. Vì thế nên, trường Đại học Marseille đã cung cấp rất nhiều các khóa học trực tuyến để hỗ trợ học tập cho các bạn sinh viên quốc tế. Du học trực tuyến, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới, bạn sẽ được sang New Zealand làm việc bất cứ lúc nào ngay sau khi tốt nghiệp và được hỗ trợ tìm việc làm. Và trong video ngày hôm nay, L&D sẽ giới thiệu đến các bạn chương trình du học trực tuyến ngành cử nhân xây dựng tại trường Đại học Marseille. Cử nhân xây dựng là một chương trình học trực tuyến cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu và có cái nhìn tổng quát trong lĩnh vực xây dựng. Với kỹ năng được đào tạo bài bản cùng các dự án thực tế được tham gia trong quá trình học tập, nên khi ra trường, sinh viên sẽ có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Vậy tại sao bạn nên du học trực tuyến ngành cử nhân xây dựng tại trường Đại học Marseille? Hãy cùng L&D tìm hiểu nha! Đầu tiên, sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được nhận bằng cử nhân xây dựng bởi trường Đại học Marseille. Đây là cơ hội để bạn nhận bằng cấp quốc tế và được sang New Zealand làm việc bất cứ lúc nào. Thứ hai, thời gian học linh hoạt cho phép bạn vừa học vừa làm, giúp bạn có thể sắp xếp được công việc, giờ học, gia đình cho phù hợp. Thứ ba, chương trình học trực tuyến giúp bạn tiết kiệm rất nhiều về chi phí như nhà ở, ăn uống, đi lại và phí bảo hiểm du học sinh quốc tế. Và chưa dừng lại ở đó đâu nha, các khóa học trực tuyến được giảng dạy bởi các giảng viên dày dặn kinh nghiệm, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên khi gặp khó khăn. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội việc làm như kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư thiết kế, kiến trúc sư, kỹ sư vật liệu xây dựng, chủ thầu xây dựng và kế toán cho doanh nghiệp. Wow, nghe thật hấp dẫn đúng không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký du học trực tuyến ngay trong hôm nay. Và đặc biệt, khi đến với L&D, bạn sẽ được hưởng dịch vụ miễn phí lên đến 100%. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình du học. Các bạn hãy nhớ nhấn like, share, subscribe kênh YouTube Du học L&D để nhận được nhiều video mới nhất từ công ty L&D nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye!